Lâm Khánh Chi, tôi là con nuôi ba Vũ Linh, nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba. Những ngày vừa qua, câu chuyện tranh chấp tài sản từ những người thân trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Theo đó, Hồng Loan bức xúc khẳng định mình là con ruột của ba Vũ Linh, nhưng từ trước đến nay những thành viên trong gia đình luôn cố gắng phớt lờ điều đó và tuyên bố trước công chúng rằng cô chỉ là con nuôi. Đồng thời, những mâu thuẫn trong nội bộ gần đây khiến những người yêu mến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không khỏi phẫn nộ, mong muốn lấy lại công bằng cho con gái của thần tượng. Cụ thể, bà Hồng Nhung, em gái ruột cố nghệ sĩ trong quá khứ, từng vỡ nợ khiến anh trai phải bán 2 căn biệt thự và hơn 1.000 lượng vàng. Hiện tại, bà và những người trong nhà, em trai thứ 7 là nghệ sĩ Tiểu Linh, bà vợ là nghệ sĩ Kim Thoa, con gái là Hồng Phượng, cháu ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh, tranh chấp tài sản sau khi giọng ca yêu cô gái Bạc Liêu ra đi. Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân về quan điểm của bản thân trước sự việc. Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh, nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì, liên lạc với chị nhé. Thương ba Linh chết rồi cũng không yên với tụi bay, vừa phải thôi. Có thể thấy, cô hoàn toàn không đồng tình với cách hành xử của các thành viên trong gia đình của ba nuôi và đứng về phía Hồng Loan, ngỏ ý bảo vệ, giúp đỡ đàn em. Lâm Khánh Chi dành nhiều sự tình cảm và tôn trọng cho ba nuôi Vũ Linh nên sự ra đi của ông khiến cô đau lòng. Cô cho biết từ nhỏ đã mê cải lương và thần tượng Vũ Linh. Mỗi khi cố nghệ sĩ có lịch diễn, cô tìm mọi cách đi xem. Tôi mê Vũ Linh dữ lắm, miệt mài đi coi, giết, ai cũng quen mặt. Nghệ sĩ Vũ Linh ngó thấy mình có một người hâm mộ đặc biệt vậy cũng vui. Nghệ sĩ hỏi thăm ân cần rồi nhận tôi làm con nuôi. Giọng ca Sầu Thiên Thu bồi hồi tâm sự. Lâm Khánh Chi cho biết bản thân từng có thời gian ở nhà ba nuôi được ông dạy bảo tận tình. Cố nghệ sĩ là người hỗ trợ bảo ban cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc. Khi cô chuyển giới, ba nuôi ngạc nhiên nhưng vẫn yêu thương ủng hộ cô. Ba Vũ Linh chỉ cười, nói nhìn con thật lạ, hơi tiếc một đứa con đẹp trai khi xưa, nhưng dung mạo này cũng khiến ba ngạc nhiên vì không nghĩ Khanh làm con gái lại đẹp vậy. Nữ ca sĩ tên thật là Huỳnh Phương Khanh kể lại.